rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Thôi hộp đập thùng thôi. Không có cái giống ồn hết vậy ta. Đồ lúc lại liền. À, vô đây đủ rồi, vô bắt đầu mở đấy thôi. Trời ơi, chừng nào mới xuống được 0m đây. Ăn thì bên còn hơi chua rồi. Trời trời. Lần xuống 20. Vậy là không có gì đó. Má lần xuống 20 hiện luôn. Thank you.
đổi. Đồng máy không đổi thiệt. Lộn. Má điên rồi, đổi cái bia rồi. Hai lần thì đổi. Hết rồi. Không. À. Bye bye về. Mở mấy đường đá cộng được con gì đây? Ra toàn rác chứ rác. Má, tao đéo phải là cộng. Toàn rác luôn.
sơn gãy. Trời ơi trời, má mấy cái ớt toàn ra cái gì không? Tất nhiên học má. Má này ra cho con ông, tự thêm quá. Nó nhiều lắm mà ta, chỉ có mấy cái này, lấy lộn. Ây bên ơi, ây bên. Nhưng đây vô mở luôn cho rồi. Thúc event nhanh gọn lẹ. Oh yeah. Rồi em ở đâu rồi? Rồi em ở đâu rồi? Đây. Hiện đang còn boost luôn anh em ơi. Đập lên lẹ khi còn nóng. Má tao một mét mấy rồi nè. Rồi để mấy này chút đem bán rồi. Đập lẹ khi còn nóng. Vậy mà còn mít lộn. Quá trời đồ luôn mà chưa có nào lên được. Thank you.
cũng gán ăn thêm cái con kia để đổi cho thêm coi cái gì nè, đổi ra mất má nó ra cô dâu nó cũng vậy thôi nghỉ đi. Thank you.
giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích và quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Mình hứa lần sau mình sẽ làm cái Pokemon Pikachu shop 1 kim cương. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.